Mời các em cùng hợp tiết ôn tập để chuẩn bị kiểm tra một tiết. Cô mời các em cùng luyện thanh qua mẫu câu. Mời các em cùng ôn qua bài Bóng dáng một ngôi trường, nhạc và lời của nhạc sĩ Hoàng Lân. Chúng ta hát trên nền nhạc không lời. Cô mời các em cùng ôn qua bài Nụ cười, nhạc Nga, phỏng dịch lời Việt Phạm. Cô mời các em cùng ôn qua bài tập nghệ số 1 cây sáo.
Cô mời các em cùng ôn qua bài tập tụng nhạc số 2 nghệ sĩ với cây đàn nhạc Nga. Tiết ôn tập của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em ôn lại nội dung bài đã học, chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra một tiết.